lúc về học sao nhà mà chích cuốn luôn nhỉ? Như tụi em cuốn héo là biết không chích cuốn. Dương Tư nửa đêm mở tiệm đập quá à. Bán được hai ly. Thêm với hai. Nửa đêm mở quán cà phê. Mở luôn tiệm tạp hóa. Hiện tại hết phim làm gì thêm, lấy phim cũ không? Gọi là phim Tết thấy vui.
Mai. Mai ra đây mua mấy cây sắt về hàng cái chữ T trước á. Để nay Mai lên. Có mấy hàng anh để sẵn ở đây đó bạn. Đây nè, cậu ba nè, cái chỗ bên đây nè, cửa hàng sắt đây nè. Thấy bán sầu riêng nè nè đó. Chứ T để làm gì vậy? Để làm cái cột lưới dưới á. Rồi. Chuẩn bị lần có xôn xao gì không? Làm cái hàng rào ở dưới cái giường á. Tới cái cậu ba cắt ra ra đây mua mấy cây cắt đôi à, cắt đôi để nay mai mà có điều kiện á mình trồng mấy cái dây tiêu luôn cho cao luôn. Không phải ơi, đường trên đường ngay chỗ trường học, trường học. Thì nó nói tiếng dân tộc luôn nha. Đứng ngồi đây đẩy trưởng tộc xuống, đẩy trưởng tộc. Sáng ngày cũng ra đây bán. Ủa, hay sợ. Sao không, chiều, cái này chiều sáng ở ngoài chợ. À, chợ thì lại không có đông. Em mấy đứa không có xuống. Không có lên gì bà. Không có lên luôn. À, có ba mua sầu riêng. Có em anh thấy không? Quá trời dân tộc ra chiều nó ăn đồ ra. Giờ này đưa được coi, tí mình quay về sẽ tối. Vô đó cũng được nhưng mà khoan, để đây có quán cà phê nè, đó hàng rào này nè, để coi nó làm xong chưa nha. Vô luôn đó, không biết tới chưa. Rồi chưa rồi. Tôi chừng quay đầu xe thôi, ảnh quay là quay đầu lại đi. Thôi vậy ở đây đi, quay ra ra đường đường. Ôi ôi anh đi xe ra bao la dưới kia luôn á. Đi bao nhiêu tiếng mới tới không? Dữ vậy hả? Trời ơi, xăm thẳm luôn á. Bây giờ nó mở rộng hơn. Đi vô rừng, đi lên thác rồi này kia rồi lan. Nhiều lúc đi lẫn lan á. Lan rừng. Này nó đang qua chuyện lúc này. Cái này mà đi vô trống á, đi ghe đi 2 tiếng. Nó lấy luôn á. Nó mộng đẹp, mà nó sợ đen, nó mặc áo. Vậy mà ở trống mình có người áo gì đó. Xăm thẳm chiều thu luôn đó đó. Rồi đó đấy, giờ đông lắm rồi. Rồi anh thấy hầu hết rồi ha. Anh đi đâu đây? Đi Hồ Ca La coi mua đất cho cậu Mơ Ba đó. Vậy chứ anh thay vậy này không có gì chạy đang lại đằng đó ngắm chút cho rồi đi về. Đó gì nữa, mưa gió gì ngắm gì nữa. Ý là chạy lại đó vòng đó đi về luôn. Rồi chạy tới có đó. Có ai có ý kiến gì không nè? Dạ. Có. Số nhà 121 trực chỉ. Không đinh lạc một kia đó. Thôi chị ơi, cái số chị cho đâu có đúng đâu, gọi đâu có được. Nó lên xe rồi hả? Không mà. Còn em bà ở đậu nó đậu đó đó. Thằng để tôi hỏi lại thằng con chạy lên là con là đẹp nhất. Giờ xui thì công chúng tôi tốt nhiều. Nó thì bao gọi không được. Về chứ lẽ giờ ngồi tới tối mất thời gian nói chuyện điện thoại xong. Về trời đi coi đất mà bây giờ bị mưa rồi. Bây giờ xuống ngồi trong xe thôi, ngó thôi chứ giờ mưa lớn quá. Tôi bỏ tủ đông á đấy, rồi khi nào làm bánh gì bỏ sầu riêng vô lấy đó làm bánh, thấy không? Nó cũng thơm bình thường à. Cái cơm nó cũng mềm. Bây giờ cắt vậy. Có người nào ăn cơm với sầu riêng? Có sầu riêng á, chút mẹ cho. Rất sầu riêng, cơm với sầu riêng nha. Thôi tự nhiên đi về cái đói mà. Biết sao mấy cái trái này nè, nếu cái nào hửi thơm á thì phải ăn, đừng có để, tại vì đem nó dưới là nó chín quá, bắt đầu là ghê lắm á. Nó chỉ không thơm mới để thôi, còn thơm. Hai muối lượng dao. Để ra. Cái này hai muối lượng sầu riêng, muối hai muối. Thì nó ăn được, à, cho em đi rồi cậu ba xui nữa. Đi xuống đi. Chân
em mà. Nó có sao không? Đi đi. Con à, đi xe rồi. Cầm mấy đứa nhỏ ở đây đi đào mấy cái củ khoai trên hổ. Đi đi cậu ba. Mốt ở đây lần cứu quán mới nha. Đi Tân Châu cứ ngẫm đi rồi quẹo qua chợ cho tiện khỏi phải nói đi Tân Châu. Châu đó. Đi Tân Châu. Vô nhà hàng Tân Châu hả? Dạ đi. Rồi thôi được đi, cho mặt đường luôn đi. Chứ vô nhà Phương Trang à, mất công. Vô hẻm. Ủa hỏi coi cậu ba, hai chồng cậu ba thích đi Phương Trang hay đi Tân Châu? Châu? Không không không. Ai đi đâu tụi em đi. Đã Tân Châu đi, dẫn đường Tân Châu. Mất công đi lòng vòng. Không không. Ông đó là hay á, ai đi đâu tôi không, thấy chứ đi. Không phải là ông đó ông đâu có đi đâu lên ý kiến đi vô chợ Chi Linh mới á, thì có cái quán đó. Đi đi đi. Cặp đi cái quán Chi Linh mới đi. Ok. Quán đó thì cái chỗ mình lấy wifi em sao? Vô chợ Chi Linh uống quán gần đây nữa hai chồng uống đó. Đừng đụng mẹ. Có lát mở ba dẫn dâu mở ba mua đồ cho dâu đi khỏi nương cho sao đây. Đi đi mở ba đi.
mai mới chín ngày này. Tốt. Tết thôi nữa. Rồi đi làm gì làm đi, đi đi. Anh thấy là vô đây đúng sách nhất. Vừa đây sạch sẽ, con ra. Cứ đi đi rồi coi là mà khoái nhất là sao biết vậy không? Có con cua nè. Mít này nó bị sâu nhiều. Là sâu không? Quá gì trái, phải sâu thôi. Đừng xuống. Rồi, tính nhiên đi. Đi, lại cho béo đi. Cậu ba làm sao? Chốt đi. Kém đâu có, em đâu. Né mặt ra từ. Kém, kém. Lâm ơi, thêm một người nữa giống anh hai rồi đó. Bắt chó. Bắt chó. Con có kèm đâu. Không, mẹ là mẹ đưa lên chân nhau. Kèm á. Đặng. Đặng. Nhốt đặng. Thôi đặng. Xin chào. À, không. Giờ thêm ly nữa hả? Thêm gì nữa? Thì tôi uống gì anh Tư? Ai uống gì? Ê, sữa đá. Ê, sữa đá. Trời ơi. Anh xin lạnh lắm. Cái mít đó kìa. Một hộp mít của anh ấy trồng. Ý nó muốn trồng được cái mít được như vậy nè. Anh muốn ghép như vậy. Không có chú nữ nè. Một lát thì hai chỗ cái đường mà em vô. Đúng rồi. Có một đường mà em sáng đây. Thấy nó không có khó khó mà nào. Cái đó giống cây dòng anh. Yeah.
Mốt là phải kiếm chồng là phải lâu lâu ra, đúng không? Đi với ba con mèo. Kiếm có cái vườn trái cây. Cái ở cháu nha. Đây. Nói đi. Vậy là
Lâm nó dặn bác Tài rồi nha, chiều. À, nó dặn rồi mà. Dạ. Cô ba cái bụng. Dặn kia đừng chắc ra, chắc ra.